Kính thưa quý vị đại biểu, tôi là để ban giám khảo và nhà đấu thi, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của con người. Tai nạn giao thông đang là vấn đề cấp bách của cả xã hội, là mối quan tâm không của riêng ai. Vâng, thương vong do tai nạn giao thông là vô cùng lớn, nó còn nguy hiểm hơn bất kỳ bệnh dịch hay là một cuộc chiến tranh nào. Bởi vì bệnh dịch và chiến tranh rồi cũng có ngày kết thúc. Còn tai nạn giao thông đã hiểm họa triền miên, đó là bóng đen tử thần đang rình rập đe dọa cuộc sống. Nó xảy ra ở mọi nơi, mọi lúc và không trường ai. Đó cũng là lý do anh Nguyễn Minh Thư, học sinh lớp 5B trường Đại học Hồng Quang có mặt trong buổi ngày hôm nay. Em xin thay mặt cho gần 500 bạn học sinh trường Đại học Hồng Quang cuộc thi với thông điệp an toàn giao thông cho bạn, cho tôi và cho cả cộng đồng. Vâng, Việt Nam ta ngày nay nền kinh tế đang dần phát triển thì nhu cầu phương tiện đi lại của người dân cũng trở nên đa dạng và phong phú hơn. Điều đó cùng đồng nghĩa với việc tai nạn giao thông không ngừng tăng vọt trong những năm vừa qua. Vậy nguyên nhân dẫn tới những tai nạn thương tâm đến từ đâu? Nguyên nhân thứ nhất, nguyên nhân khách quan, đường xá huyện mình còn chưa cải thiện hết, ngã ba, ngã tư nhiều nơi chưa có đèn tín hiệu giao thông, biển báo giao thông còn chưa nhiều. Thứ hai, nguyên nhân lại là do ý thức của người tham gia giao thông, nào là chở quá sức người cho phép, nào là chở hàng cộng mình, che thoát tầm nhìn các phương tiện khác, đường vượt cả đèn đỏ nữa, vân vân và vân vân. Như vậy có thể thấy rõ rất nhiều nguyên nhân để là tai nạn, thì nguyên nhân do ý thức của con người tham gia giao thông lại là chính. Họ không những gây tai nạn cho bản thân mà còn oan gia cho cả những người đang tham gia giao thông khác. Chưa nói về thiệt hại kinh tế, tai nạn giao thông đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng của con người, còn là nỗi đau đớn, mẹ mất con, người vợ mất chồng, đã dập nước, con không thấy cha mẹ trở về, dù là không thể. Thế này các bạn được quan sát là trung tâm và công tác. Cách đây 2 năm trong đường hồ, bất ngờ nhận được tin từ bác đi bên đường là chủ linh Nguyễn Đức qua đời ở tai nạn giao thông. Người ta báo tin lúc rạng sáng ngày 31/8 2020 tại vị trí dốc kinh đồ lưu lầm và thành đô tai nạn giao thông. Chứng kiến vẻ đau thương mất mát, thấy những dòng nước mắt chảy dài và em xót xa lòng dao, cuối cùng đã không còn nữa. Những hình ảnh đau thương, tà tóc, hai người đồng bạc, ông bà cường biết đưa con trai cùng với khóc nhẹ nhàng nước lên chỗ đau đớn của bạn. Và chúng em không thể tìm được lòng mình. Người đàn đây là một lẽ để ở lại đau đớn cuối cùng, biết bao giờ mới nguôi ngoai. Nếu đã thở ấu thơ thì biết mình nói ê, à, em đã được cô dạy bài hát. Đường MC là đường bên phải, đường ngược lại là đường bên trái. Đường bên trái thì em không đi, đường bên phải là đường em đi. Bài hát này em đã được học khi còn bé, cũng giống như việc chấp hành luật giao thông đối với em như một thói quen hàng ngày. Một số bạn còn tụ tập ở cổng trường, đi hàng đôi, hàng ba, trò chuyện chơi đùa đi tham gia giao thông. Đặc biệt chưa được mũ bảo hiểm khi được người thân chở bằng xe máy, xe đạp điện, xe mô tô gắn máy. Ý thức được điều đó, tại trường em nói riêng, huyện Đức Hòa nói chung, nhà trường đã yêu cầu học sinh được mũ bảo hiểm khi được người thân và gia đình chở đi học bằng xe máy hay xe mô tô. Ngoài ra, thầy cô còn làm một số tiết học cho chúng em cùng những em hướng dẫn và tìm hiểu về luật giao thông đường bộ. Từ đó, chúng em tham gia giao thông có quy củ và người tâm hồn tốt. Vừa tham gia giao thông tốt, vừa tuyên truyền tốt đã cho thấy tỷ lệ được mũ bảo hiểm của trường huyện Hà tăng cao rõ rệt trong những năm học gần đây. Không những thế, em còn được thầy cô và gia đình dặn dò rằng lớp người có hoàn cảnh khó khăn nhất là khi tham gia giao thông, dù thế nào không được vô tâm, tuổi nhỏ là người nhỏ tùy theo sức tự mình. Vâng, chúng ta phải lắng nghe thuyết phục của trên những nhà trường, nhưng không phải là hẹn nào may mắn như chúng em. Nên người tham gia giao thông của chúng em lại càng cần có trách nhiệm hơn nữa. Vâng, tôi hứa và quyết tâm tham gia giao thông an toàn của thầy.
quang sáng chói lọi tại đây. Em xin chúc tụi ba giám khảo, các thầy cô giáo là chúc bình an.